97 thiên. Ngày 97. Mình cũng thấy anh ấy rất lợi hại. 我也觉得他很厉害. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đâu có, chỉ biết nói một chút. Nà lì, chỉ huy suy điểm. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Trước đây chính là học đại học ở đó. 以前就在那里读大学. Không sai, có điều. 没错,不过. Đợi một chút. 等一下. Xem ra mình cũng phải đăng ký một tài khoản. 看来我也得注册一个账号. Bây giờ thêm bạn WeChat đi. 现在加微信吧. Tìm thấy rồi. 找到了. Để mình. 我来. Còn phải làm cô giáo của mình. 还要当我的老师. Làm phiền qua đây một chút. 麻烦过来一下. Chưa uống qua, chưa từng uống qua. 没喝过. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好,很香. Vừa ăn cơm chưa? 刚吃午饭. Sao ăn muộn như vậy? 怎么吃得那么晚? Vị bằng hữu đó, người bạn đó. 那位朋友. 那位朋友. Mở công ty ở Việt Nam. 在越南开公司. Lợi hại như vậy à? 这么厉害.